Còn bây giờ là 10 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2019. Đồ gỗ Tùng Tám kính chào khách. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến một bộ bàn ghế, là bộ bàn ăn bằng gỗ tần bì. Bộ này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Phương tại thành phố Việt Trì. Hôm nay chúng tôi đã xong, tôi quay video gửi tới anh cũng như giới thiệu đến quý vị khách hàng bộ bàn ghế mẫu mới rất là đẹp. Đây là phần bàn, bàn tròn. Đây là vân gỗ tần bì nhé. Còn đây là phần ghế. Bộ này mẫu mới luôn, mới tinh, anh đặt chúng tôi làm. Anh đặt cũng khá lâu rồi, hơn 2 tháng nay rồi. Hôm nay chúng tôi mới xong. Tôi quay video gửi cho anh như giới thiệu đến quý vị. Đây, phần ghế này mẫu rất là mới, anh gửi mẫu cho chúng tôi và chúng tôi đã làm theo đúng như mẫu anh yêu cầu này. Bộ này thì gồm có 10 món nha các bạn, 10 món bàn tròn, 10 ghế bàn tròn, đông người ngồi rất là thoải mái. Quay từng chiếc ghế cho mọi người xem được, tôi quay cho riêng một chiếc ghế để mọi người thấy được mẫu ghế này. Mẫu ghế này cực kỳ mới luôn. Trên này là đục hoa lá tây này. Những vai này là soi chỉ. Ván mặt là lùa khuôn, lùa khuôn chanh. Tần bì. Bản tròn xung quanh là chúng tôi đục hoa lá tây. Rất là đẹp. Đây, chiếc bàn này là chúng tôi chưa phủ lót. Những ghế này chúng tôi quét sơn lót rồi nhưng màu hơi đậm một chút. Mọi chi tiết thì quý vị có thể liên hệ đến đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại 0987 5086, website là đồ gỗ Tùng Tám.com. Đây chúng tôi đang quay trực tiếp tại xưởng chúng tôi. Đây là phần ngoài sân thì các anh em thợ đang đánh ráp một chiếc sập thờ của anh Vĩ tại thành phố Việt Trì. Phần bên này là bộ trường kỳ của anh Dũng Trung ở Thanh Ba, chúng tôi đang quá trình hoàn thiện. Ngoài ra còn những bộ ghế hoàng gia, tủ áo, trường kể rất là nhiều. Bên trong kia là những bộ bàn ghế nghê đỉnh này, là giường hoàng đế này. À, phía trong kia là xưởng của chúng tôi nhé. Đây là ngoài sân thôi. Đây là ngoài sân thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip khác.